Không có quay clip làm bán sen ha. Bữa nay sẵn về sen cắm cho cái gì chị này bà đã làm đám làm tuần chứ còn làm hoa cứ á, nên phải về thôi nha mọi người. Đây bông sen có đôi khi nó bị cái đầu đen như thế này á, mọi người có thể lặt cái cánh ngoài nha, lặt bớt xong rồi mình xếp cánh nha mọi người ha. Giống như gì đây mình cắm nè, té cánh nè, mình cứ lắc qua lắc lại thôi. Nói chung á, cái này là dễ nhất nha, hầu như ai cũng ngồi ship được, còn ship kiểu ship này ship kia thì tùy mỗi người thôi. Ví dụ mấy bạn ở nhà mấy bạn rảnh đó thì mấy bạn có thể làm được, hoặc là mấy bạn chuyên về mà đi lãnh cắm nhà cho người ta á. Còn như mình đó thì mình bán ở chợ, mình sẽ làm những cái nào mà có thể nhanh nhất, chứ bằng mình sẽ sắp xếp cái thời gian của mình đó mọi người. Cái này là loại sen thường nè, còn cái này là sen trắng nè. Mọi người cứ lắc qua lắc lại thôi, còn có kiểu mà mình xếp lên cầu kỳ hay này nọ đó.